Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giêsu phán rằng: những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá. Bây giờ các ông hỏi người rằng: thưa Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến? Người phán: các con hãy ý tứ, kẻo bị người ta lừa dối. Vì chưng sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà tự xưng rằng: chính ta đây, và thời gian đã gần đến, các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh hoang lạc, các con đừng sợ, vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu. Bây giờ người phán cùng các ông ấy rằng: dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống lại nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi, sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Ông bà anh chị em thân mến, đôi khi chúng ta hay nghe hai cái từ tuổi thọ. Tuổi thọ nghĩa là nói tới cái ngày tàn. Tới cả con người cũng có cái tuổi thọ, về vật chất cũng có cái tuổi thọ. Vì thế mà chúng ta thỉnh thoảng mình nghe cái câu thành ngữ: thương hải biến vi tan điền. Nghĩa là hôm nay là biển xanh, nhưng ngày mai đã trở thành ruộng dâu. Để thấy rằng trong cuộc đời này, vạn vật ở trên thế gian này nó phải có sự thay đổi, và không có cái gì gọi là vĩnh cửu. Vì thế mà trong bài tin mừng hôm nay, những người Do Thái họ hãnh diện, họ tự hào về đền thờ Jerusalem, một cái đền thờ lộng lẫy, nguy nga. Và ở trong đền thờ được trang hoàng những cái vật bằng vàng, cho nên họ rất là tự hào. Vì thế người Do Thái họ truyền miệng với nhau một cái câu: nếu ai chưa chiêm ngưỡng thành Jerusalem là người đó chưa có niềm vui. Hay hoặc là giống như sử gia Jose Latwood, ông ta ca ngợi cái vẻ đẹp của thành Jerusalem khi ông ta nói: thành Jerusalem chiếm 90% vẻ đẹp của tất cả vũ trụ cộng lại. Nghĩa là thành Jerusalem rất là tráng lệ và huy hoàng, lộng lẫy và đồ sộ. Thì hôm nay trong bài tin mừng chúng ta nghe những người Do Thái đang khen, đang ca ngợi cái công trình mà do tay con người làm ra đó. Để rồi Chúa Giêsu nói cho họ biết về một cái chân lý: những gì mà các ngươi, mà chúng con đang chiêm ngưỡng đây, sẽ có một ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào. Nghĩa là trong những gì ở thế gian này, tất cả đều là tạm bợ, không có gì là vĩnh cửu. Cho nên những gì mà mình chiêm ngắm, những gì mà mình có hôm nay, sẽ có một cái tuổi thọ và sẽ có một cái ngày tàn. Cả thế giới to lớn còn bị tiêu hủy trở thành tro bụi, chứ đừng nói tới những cái công trình nằm ở trên nó. Chính bản thân nó còn bị có một cái ngày bị trở nên tro bụi, còn nói chi những cái công trình đang nằm trên nó. Vì thế nói như kinh nghiệm của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, ông ta là một nhạc sĩ nổi tiếng vì có những cái câu nói, những cái sáng tác
với những cái triết lý sống rất là gần gũi với con người, mà ông ta cảm nghiệm và nói lên rằng con chim ở trọ cành tre, con cá ở trọ trong khe nước nguồn, còn con người nay ở trọ trần gian. Cách nói của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đó để cho thấy rằng con người hôm nay là ở trọ, và con người hôm nay, con người của mình không có lúc nào mà cảm thấy bấp bênh, bất an cho bằng ngay thời điểm này. Cho dù đang sống trong một cái thế giới hiện đại, văn minh, nhưng chính bản thân mỗi người, mình cảm nghiệm được là cái cuộc sống ngày hôm nay đang bất an và bấp bênh vì đại dịch virus corona. Nó cho thấy hôm nay mình còn ngồi đây, hôm nay mình còn đứng đây, nhưng cái đại dịch nó lây nhiễm cho mình bất cứ lúc nào. Tại sao con người cảm thấy bấp bênh? Tại sao mà mình cảm thấy bất an? Chỉ có cái đại dịch, chỉ có một cái con virus nhỏ mà mình không nhìn thấy mà nó làm cho con người điên đảo như thế. Vì con người ở trên trần gian này không có bám víu vào đâu để mà gọi là tồn tại, để mà vĩnh viễn, để mà mãi mãi được. Vì con người như triết lý sống của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, con người chỉ là ở trọ thôi. Vì thế mình bất an, mình cuộc sống mình bấp bênh, vì mình không có một cái điểm tựa mãi mãi, không có một cái điểm tựa muôn đời. Vậy thì mình trước khi mà con người chưa tìm ra cái điểm tựa thì mình mới thấy mình bất an. Vì trên đời này không có cái gì là mãi mãi. Thành Jerusalem sẽ có một ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào. Và đúng như vậy, vào năm 70 bị đế quốc Roma đốt cháy và thành Jerusalem sụp đổ. Từ cái tạm bợ của thế gian cho thấy có những người khôn ngoan, có những kẻ ngu dại. Những người khôn ngoan là những người đi tìm cho mình cái vĩnh cửu và biết sống với một cái sống chân lý, một cái cuộc sống có ý nghĩa. Vì biết rằng cái cuộc sống không phải ở đời này chết rồi hết, mà biết rằng cái cuộc sống ở đời này chỉ là tạm. Và tất cả những gì con làm ở thế gian này và những gì con thấy, những cái công trình lớn ở thế gian này, cũng sẽ có một ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào. Vậy thì người khôn ngoan là người biết sống như thế nào, biết dựa vào ai và đi tìm ai. Người khôn ngoan là biết dựa vào Thiên Chúa. Còn kẻ ngu dại thì chỉ biết có đời này mà thôi, chỉ biết lấy cái tạm bợ để rồi cũng phải có một cái tuổi thọ rồi chết đi. Cho nên người ngu dại là kẻ chỉ biết về vật chất danh vọng, hoặc chỉ biết bám víu vào cái tạm bợ ở đời này để rồi nhắm mắt xuôi tay thì không đem được gì theo. Và cả những cái công trình to lớn mà mình làm thì cũng có sẽ ngày, có một ngày bị sụp đổ theo thời gian. Vậy trong thực tế có biết bao công trình kiến trúc nguy nga lộng lẫy cùng với thời gian, nhưng hôm nay đã bị chôn vùi sâu xuống lòng đất. Rồi những cái tòa nhà cao trọc trời như tháp Ba Bên ngày xưa, ngày hôm nay có còn hòn đá nào ở lại? Hay con tàu Titanic, người ta cho rằng con tàu không bao giờ mà bị chìm, nhưng nó đã nằm sâu xuống lòng đại dương để rồi đang mục nát dưới biển sâu. Hay gần đây chúng ta thấy tòa tháp đôi đồ sộ nguy nga đứng vững trong trời ở giữa một cái thành phố hoa lệ của Mỹ, trong tích tắc sụp đổ thành một đống hoang tàn, chôn gần 5.000 người. Để cho thấy rằng ngày hôm nay trên đời này không có gì là vĩnh cửu, không có gì là mãi mãi. Do đó qua bài tin mừng hôm nay cho chúng con hai cái bài học để chúng con ý thức hơn trong cuộc sống. Thứ nhất là phải biết chuẩn bị, phải biết gắn bó với những gì mà tồn tại mãi đó, chứ đừng dựa vào những cái chóng qua ở đời này sẽ bị sụp đổ theo thời gian và con cũng sẽ chết đi mà không đem theo được. Cái thứ hai, vậy thì ở đâu mới là cái hay mới là nơi mà con
dựa vào để mà con được nơi che chở. Chỉ có Thiên Chúa mới là mãi mãi, mới là tồn tại. Còn ở đời này chỉ là ở trọ. Vì thế nếu mà con chỉ gắn bó với những cái mà chóng qua thì quá dại dột. Con sẽ mất tất cả, sẽ phải buồn phiền. Vậy thì người khôn ngoan là người biết gắn bó với Thiên Chúa và đi tìm hạnh phúc đời đời. Mà hạnh phúc đó chỉ có được khi con tin tưởng phó thác vào nơi Thiên Chúa muôn đời. Amen.